các địa phương cần xây dựng phương án cách ly diện rộng đối với tổ dân phố, xã phường để phòng chống dịch. Đây là yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Cụ thể, các quận huyện có nhiệm vụ xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố thôn, xóm, xã, phường để phòng dịch. Các đơn vị liên quan hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, học tập, khai báo điện tử, kiểm soát dịch bệnh. Sở Y tế thành phố thực hiện nghiêm túc việc khoanh vùng, điều tra, xử lý ca bệnh, bố trí khu vực cách ly tại cơ sở y tế để tổ chức cách ly trong vòng 14 ngày đối với những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với COVID-19 và các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, có tiền sử đi từ các nước có dịch về Việt Nam chưa qua 14 ngày, khẩn trương chuẩn bị thêm các cơ sở cách cách ly ngoài cơ sở cách ly của quân đội, công an, hướng dẫn địa phương xây dựng phương án cách ly một tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường, đồng thời bảo đảm trang thiết bị vật tư y tế theo diễn biến tình hình cấp độ 3, tương đương với 1.000 ca mắc bệnh COVID-19.